lễ cầu siêu phả độ gia tiên nhân cái mùa tăng chúng kết thúc an cư kết hạ, chư Phật dạy hàng Phật tử tại gia có tín tâm với Tam Bảo, phát tâm đến chùa cúng dường Tam Bảo chúng tăng để lấy cái công đức phước báo đó hồi hướng cho những người đã quá vãng trong gia tiên quyến thuộc nhà mình sẽ được hưởng phúc báo. Nhờ phúc báo này họ được tiêu trừ các cái nghiệp chướng từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thì được hết, nhẹ thì sẽ siêu lên. Siêu lên không phải một cái là vong linh được bay lên trời ngay, mà từ ở cái cõi thấp rất đau khổ, có thể từ trong địa ngục có khi là ngàn vạn năm thì giảm xuống chỉ còn ở trong địa ngục vài trăm năm, vài chục năm. Nhẹ nữa thì có thể được ra khỏi địa ngục và tái sinh, có thể sang cõi ngã quỷ hoặc về làm súc sinh vẫn còn đỡ hơn. Rồi nhẹ nữa thì từ ngã quỷ có thể tái sinh lên làm người, hoặc là từ súc sinh, bỏ thân súc sinh tái sinh làm người. Đó, hoặc cũng có trường hợp từ ngã quỷ có thể sinh lên cả chư thiên. Đấy đều được gọi là siêu thăng. Siêu nó nhẹ lên, thăng là bay lên. Đấy, lễ này cũng là lễ cầu siêu.